từ bao đời nay, dòng sông Chanh hiền hòa êm ả chảy, mang phù sa bồi đắp đôi bờ. Con sông không chỉ góp phần hình thành nên thế đất, dáng sông, tình người Yên Hưng trước đây, Quảng Yên hôm nay, mà còn như một nhân chứng lịch sử chứng kiến bao đổi thay rất thiết thực với cuộc sống người dân, vừa đáng khích lệ đối với vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, lại vừa lập nên nhiều kỳ tích trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đặc biệt, chỉ trong giai đoạn 5 năm, từ năm 2010 đến năm 2015 hiện nay, sự vươn lên, phát triển toàn diện và vượt bậc trên các mặt kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện Yên Hưng, nay là thị xã Quảng Yên, đã và đang thực sự tạo nên những dấu ấn sâu sắc ở mảnh đất ven biển, vùng Đông Bắc Tổ quốc này. Ngược dòng thời gian, trở về những năm trước 2010, Yên Hưng là một trong 14 đơn vị hành chính của tỉnh Quảng Ninh. Tuy là một huyện nằm trong vành đai kinh tế ven biển duyên hải, vùng Đông Bắc Tổ quốc, song việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỉ trọng ngành kinh tế công nghiệp chỉ đạt khá, nên tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của huyện chỉ đạt ở mức độ vừa phải. Đời sống của nhân dân trong toàn huyện vẫn còn khó khăn. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của huyện vẫn còn chiếm 3,37%. Thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 1.200 USD một người. So với mức thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Quảng Ninh vào năm 2010 là 1.875 USD một người, thì mức thu nhập bình quân đầu người của huyện Yên Hưng còn thấp. Nêu lên điều này, để thấy mức thu nhập của người dân Yên Hưng vào những năm tháng đầu nhiệm kỳ 2010-2015 vẫn còn khó khăn. Khó khăn là thế. Thế nhưng, nhờ kế thừa và phát huy những thành tựu của đất nước sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nhờ chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện những chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đồng thời nỗ lực vượt khó, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động bất lợi của suy giảm kinh tế toàn cầu, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Yên Hưng đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ huyện Yên Hưng lần thứ 19 đề ra. Trong đó, kết quả nổi bật là ngày 25 tháng 11 năm 2011, bằng nghị quyết số 100 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Yên Hưng chính thức trở thành thị xã Quảng Yên. Và cũng từ đó đến nay, thị xã Quảng Yên trở thành một trong những địa chỉ đỏ và cũng là một trong những trung tâm kinh tế, đô thị vệ tinh nằm trong tam giác phát triển kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Kết quả này có ý nghĩa rất lớn đối với công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của vùng đất Quảng Yên hôm nay và trong cả tương lai. Ý nghĩa đó thể hiện ở chỗ, từ vùng đất thuần nông, vùng đất vành đai ven biển, với cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, ngư nghiệp, Yên Hưng đã vươn vai phù đồng để trở thành trung tâm kinh tế, thành đô thị vệ tinh, không chỉ của tỉnh Quảng Ninh mà còn là của cả vùng tam giác phát triển kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đồng thời, đưa Yên Hưng trước đây, Quảng Yên hôm nay nằm trong top các địa bàn hội đủ các điều kiện để phát triển kinh tế biển và góp phần bảo vệ vùng trời, vùng biển Việt Nam. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, thành công đầu tiên trong giai đoạn 2010-2015 của thị xã Quảng Yên là cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng ngành kinh tế công nghiệp, xây dựng trong cơ cấu kinh tế chung của toàn thị xã. Đến đầu năm 2015, tổng giá trị ngành kinh tế công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 47,4%. So với năm 2010, tổng giá trị ngành kinh tế công nghiệp xây dựng tăng gấp 5 lần. Tính chung trong toàn giai đoạn 2010-2015, giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng của thị xã Quảng Yên đã tăng bình quân 10,7% năm. Nếu như có ai đó từng biết đến vùng đất Yên Hưng trong những năm trước đây, vốn là vùng đất đi lên từ thuần nông và đã từng nổi tiếng trong cả nước với những phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, phong trào làm thủy lợi, khai hoang phục hóa, quay đê, lấn biển. Giờ đây, thị xã Quảng Yên đã và đang là địa chỉ đỏ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các khu công nghiệp như khu công nghiệp Đông Mai, dự án khu công nghiệp phía Bắc thị xã, Đầm Nhà Mạc, Nam Tiền Phong,
vân vân. Từ việc kiên định và bền bỉ trong quá trình thực hiện những chính sách ưu đãi và thông thoáng nhằm thu hút các nhà đầu tư, đến nay toàn thị xã Quảng Yên đã có 1.568 cơ sở doanh nghiệp và nhiều chủ đầu tư các khu công nghiệp đầu tư vào địa bàn thị xã Quảng Yên. Các cơ sở doanh nghiệp, nhất là các khu công nghiệp tại Quảng Yên, hiện đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến lập nghiệp tại địa bàn thị xã Quảng Yên. Nhiều nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp chỉ sau một vài năm làm ăn trên đất Quảng Yên đã phát triển lên tầm cao mới, nên tiếp tục mở rộng nhà xưởng sản xuất, thu hút, giải quyết nguồn nhân lực cho lao động thị xã Quảng Yên và các vùng lân cận, đóng góp vào nguồn thu ngân sách cho địa phương cũng như cho tỉnh Quảng Ninh. Rent-A-Port, we are of course interested in the development. Thì công ty của tôi thì lần này đang nghiên cứu về vấn đề là phát triển khu công nghiệp cũng như là đầu tư về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là khu 500 ha ở phía Nam Tiền Phong. Thì khi mà một nhà đầu tư nghiên cứu đến Quảng Yên thì chúng tôi rất là muốn nghiên cứu về vấn đề là cơ sở hạ tầng cũng như những sự đầu tư về cơ sở hạ tầng. Thì chúng tôi thấy là ở Quảng Yên thì có thể có lợi thế từ cái đường 18 cũng như là tuyến đường 5B mà sắp có nối từ Hải Phòng đến Hạ Long, và đây sẽ là một cái điều kiện rất là tốt để cho bất kỳ một sự phát triển sẽ đầu tư các nhà đầu tư nước ngoài nào đó, mà nói chung cũng như là công ty của tôi nói riêng. Iyazaki là thương hiệu của một trong những nhà đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam. Sau những thành công khi đầu tư tại Hải Phòng, Bình Dương và một số tỉnh, thành phố trong cả nước, đầu năm 2013, nắm thông tin về mời gọi thu hút đầu tư phát triển kinh tế công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh nói chung, thị xã Quảng Yên nói riêng, công ty trách nhiệm hữu hạn Iyazaki Hải Phòng đã nhanh chóng lập thủ tục đầu tư trên 35 triệu USD nhằm xây dựng nhà máy chuyên sản xuất hệ thống dây dẫn và các cụm thiết bị ô tô tại khu công nghiệp Đông Mai. Đây là dự án 100% vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đầu tiên từ Nhật Bản vào khu công nghiệp Đông Mai. Đến nay, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, công ty Iyazaki ở Quảng Yên đã nâng tổng số vốn đầu tư lên gần 50 triệu USD. Giải quyết công ăn việc làm ổn định cho 1.465 công nhân, người lao động với mức thu nhập bình quân đạt trên 5 triệu đồng một người một tháng. Trong tương lai, công ty Iyazaki ở Quảng Yên sẽ còn tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và ước sẽ giải quyết công ăn việc làm cho trên 3.000 công nhân, người lao động. Không chỉ có ở công ty trách nhiệm hữu hạn Iyazaki, hiện nay tại khu công nghiệp Đông Mai còn có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đang ăn nên làm ra ở vùng đất này. Điểm chung trong dự định của nhiều nhà đầu tư là sẽ tiếp tục tăng vốn đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và tăng số lượng giải quyết công ăn việc làm cho công nhân, người lao động từ 5 đến 8.000 người, góp phần đưa khu công nghiệp Đông Mai trở thành khu công nghiệp năng động, hội đủ các điều kiện để phát triển bền vững tại thị xã Quảng Yên. Yên Hưng trước đây, Quảng Yên trong những năm gần đây vốn là địa danh nổi tiếng với nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, nhất là ngành sửa chữa, đóng mới tàu thuyền. Giờ đây, những ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống này ở Quảng Yên thực sự được kích hoạt nên có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, năng lực đóng tàu công suất lớn, trang bị hiện đại cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Trong đó, đến thời điểm này, Quảng Yên đã từng bước hình thành nên một số thương hiệu chuyên sửa chữa, đóng mới tàu thuyền. Tiêu biểu như cụm công nghiệp sửa chữa đóng mới tàu thuyền Hà An, khu đóng mới tàu thuyền vỏ gỗ làng nghề Cống Mương, Nam Hòa. Kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển không chỉ tạo điều kiện cho thị xã giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hàng chục nghìn người lao động tại địa phương và các vùng lân cận với mức thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng một người một tháng, mà còn góp phần đưa giá trị tổng sản phẩm của thị xã Quảng Yên tăng bình quân hàng năm lên 2 con số. Trong đó đến cuối năm 2014 là 11,3%. Hơn thế nữa, kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển đã thực sự góp phần tác động trực tiếp đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của toàn thị xã Quảng Yên. Hiện nay, cơ cấu kinh tế chung của thị xã Quảng Yên là công nghiệp xây dựng 47,4%, dịch vụ 33,4%, nông nghiệp 19,2%. Trong đó, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng thực sự là ngành kinh tế chủ đạo của nền kinh tế Quảng Yên. Kết quả này cũng là một trong những thành tích đáng trân trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Yên gặt hái được trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua. Đáng trân trọng ở chỗ, khi cơ cấu kinh tế thực sự được chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Điều đó không chỉ chứng tỏ
trong nhiệm kỳ qua, việc phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Yên đã đi đúng hướng, mà còn là điều kiện nền tảng ban đầu để tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thị xã Quảng Yên đồng bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa. Và từ nghị quyết đến thực tế, việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo rõ nét của vùng đất Yên Hưng trước đây, Quảng Yên hôm nay khá rõ nét, được đông đảo cán bộ, nhân dân trong toàn thị xã đồng tình ủng hộ. Và từ những kết quả đó, có thể khẳng định rằng những thành công trong lĩnh vực thay đổi diện mạo ở Quảng Yên hôm nay cũng là một trong những dấu son trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thị xã Quảng Yên trong những năm gần đây. Hiện nay, trên địa bàn thị xã Quảng Yên đã và đang hội tụ nhiều công trình trọng điểm không chỉ của tỉnh Quảng Ninh, mà xét về mặt tầm vóc, quy mô, lợi ích thì những công trình đó còn là những công trình mang lại sức bật về phát triển kinh tế cho cả vùng tam giác Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, tiêu biểu như những công trình đầu tư trong lĩnh vực giao thông, vận tải. Tuyến đường Cầu Tranh Uông Bí, Cầu Tranh Liên Vị được xây mới, tuyến đường 18 đoạn qua thị xã đã được nâng cấp, tuyến đường Biểu Nghi Phà Rừng được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Giờ đây như những mạch máu lưu thông chính, không chỉ tạo diện mạo mới cho thị xã Quảng Yên mà còn nâng tầm về phát triển giao thương của đất và người Quảng Yên. Tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với tổng chiều dài gần 20 km, trong đó đoạn đi qua địa bàn thị xã Quảng Yên tuy chỉ dài có 18,7 km, nhưng thực sự là một xa lộ rút ngắn khoảng cách thời gian lưu thông từ Hải Phòng đến Quảng Ninh. Với tổng vốn đầu tư trên 6.400 tỷ đồng, dự kiến sau 2 năm thi công, tuyến đường này còn được nối thông với tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến Hạ Long. Song hành với việc đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cuối nhiệm kỳ qua, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư trên 7.600 tỷ đồng để xây dựng mới cầu Bạch Đằng tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Theo thiết kế, cầu Bạch Đằng dài hơn 3 km, rộng 4 làn xe, nhịp thông thuyền rộng 250 m, chiều cao thông thuyền đủ cho tàu 2 vạn tấn qua lại. Vậy là trong một tương lai gần, các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các loại hàng hóa nông sản, thủy hải sản của đất, của biển và của người Quảng Yên không chỉ kết nối thông thương, tiện lợi với khắp các địa bàn nằm trong vùng tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, mà còn có thêm nhiều điều kiện để tăng cường, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với cả vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cũng như kết nối giao thương với nước thuộc khối ASEAN và Trung Quốc. Về đê điều thủy lợi, nổi bật tại thị xã Quảng Yên có công trình thủy lợi Yên Lập. Hiện nay, công trình này đã đưa dòng nước ngọt mát lành đến tận nhà các hộ dân sinh sống tại 8 xã phường ở khu vực Hà Nam, đưa tỷ lệ người dân dùng nước hợp vệ sinh toàn thị xã lên 95%. Và không chỉ có thế, nhờ có dòng nước ngọt mát lành từ công trình thủy lợi Yên Lập, bà con nhân dân ở 8 xã phường thuộc khu vực Hà Nam còn có thêm điều kiện tưới tiêu, phát triển sản xuất, tăng thu nhập và từng bước đổi đời. Công trình nâng cấp tuyến đê biển Hà Nam và các xã ven biển được đầu tư nâng cấp hàng năm để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân mỗi khi mùa mưa bão đến. Đây là những dấu ấn sâu sắc mà cán bộ nhân dân Hà Nam nói riêng, cán bộ nhân dân Yên Hưng trước đây, Quảng Yên hôm nay mãi mãi khắc cốt, ghi tâm. Rõ ràng, những công trình cơ sở hạ tầng khang trang hiện đại ấy không chỉ là thước đo về vóc dáng đô thị của vùng đất Quảng Yên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, mà còn là điều kiện tất yếu để nhân dân Yên Hưng trước đây, Quảng Yên hôm nay có thêm nhiều cơ hội, điều kiện mặt bằng, hạ tầng phúc lợi dân sinh nhằm phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng đời sống. Nhiều hộ thoát nghèo một cách vững chắc nhờ vào điện, đường, trường trạm mọc lên mà thay đổi dần nếp nghĩ, cách làm nên dẫn đến thay đổi chất lượng cuộc sống. Theo số liệu thống kê của thị xã Quảng Yên, đến cuối năm 2014, trong giai đoạn 2010-2015, toàn thị xã Quảng Yên có trên 1.000 hộ thoát nghèo. Thế mới biết, chuyện xóa đói giảm nghèo cho người nông dân không thể tách rời với việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, dân sinh. Và đó cũng là lời giải cho bài toán xóa đói giảm nghèo cho người nông dân ở thị xã Quảng Yên trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời,
cũng là một trong những minh chứng chứng tỏ rằng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Yên Hưng trước đây, Quảng Yên hôm nay đã giải quyết thành công lời giải đó. Không chỉ có thế, trong giai đoạn 2010-2015, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Yên Hưng chung một lòng phấn đấu xây dựng quê hương Yên Hưng hội đủ các tiêu chí về cơ sở hạ tầng để trở thành thị xã. Toàn huyện Yên Hưng, nay là thị xã Quảng Yên, đã tiến hành nâng cấp, mở rộng 155 hạng mục công trình hạ tầng đô thị với tổng nguồn vốn hàng chục nghìn tỷ đồng. Tính chung trong cả giai đoạn 2010-2015, thị xã Quảng Yên tiếp tục đầu tư với tổng mức đầu tư xã hội trên địa bàn ước tính là trên 15.782 tỷ đồng, tăng bình quân 25% năm. Rõ ràng, đấy là những con số khá ấn tượng. Để rồi bất kỳ ai có dịp xuôi dòng sông Chanh cũng có thể dễ dàng cảm nhận rõ nét nhịp sống công nghiệp và vóc dáng đô thị. Sự thay đổi về diện mạo, đời sống dân sinh của Quảng Yên hôm nay là tiền đề cho thị xã Quảng Yên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và giao lưu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Song hành với việc kiên trì đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế công nghiệp và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại hóa, đô thị hóa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Hưng trước đây, Quảng Yên hiện nay còn vui mừng vì đã gặt hái được nhiều thành công đáng khích lệ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, dịch vụ. Cụ thể là từ năm 2010, toàn huyện Yên Hưng mới chỉ có 31 doanh nghiệp và trên 1.000 hộ dân chuyên kinh doanh cá thể. Thế nhưng, nhờ kiên trì thay đổi dần diện mạo Yên Hưng thành thị xã Quảng Yên, đến cuối năm 2014, đầu năm 2015, toàn thị xã đã có 258 doanh nghiệp, 5.358 hộ kinh doanh cá thể. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể này đã góp phần tạo nên tổng mức bán lẻ hàng hóa của thị xã Quảng Yên trong giai đoạn 2010-2015 tăng bình quân 21,6% năm, đồng thời góp phần đưa ngành kinh tế thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 1/3, tức là chiếm tỷ lệ 33,4% trong toàn bộ cơ cấu kinh tế của thị xã Quảng Yên. Quan trọng hơn là trong việc phát triển kinh tế thương mại dịch vụ, thị xã Quảng Yên không chỉ tạo ra sự phát triển nhanh, đa dạng trong toàn ngành, mà còn đặc biệt chú trọng tạo điều kiện cho một số ngành có tốc độ tăng trưởng cao. Tiêu biểu như ngành kinh tế dịch vụ vận tải hành khách hay ngành dịch vụ du lịch. Trong đó, nổi bật là những chỉ số phát triển như mức luân chuyển hàng hóa, dịch vụ vận tải tăng bình quân 13,4% năm, mức vận chuyển hành khách tăng bình quân 16,8% năm. Tính đến tháng 5 năm 2015, Quảng Yên đã phát triển mới 3 tuyến, 11 điểm du lịch với những điểm nhấn là du lịch đồng quê và du lịch tâm linh. Trong đó, tour du lịch làng quê Quảng Yên là nét mới trong lĩnh vực dịch vụ du lịch ở vùng đất có phong cảnh hữu tình, lòng người hữu duyên này. Như vậy, trong nhiệm kỳ qua, nhờ tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có, nên toàn thị xã Quảng Yên đã đẩy tổng doanh thu của ngành công nghiệp không khói này tăng bình quân 12,4% năm. Và quan trọng hơn, việc phát triển kinh tế thương mại dịch vụ nói chung, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo nói riêng, đã và đang góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu địa danh Quảng Yên đến với bà con mọi miền đất nước, thậm chí là đến với bạn bè trên khắp Nam Châu. Thực tế, tại nhiều địa phương trong cả nước vào những năm gần đây cho thấy, khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành kinh tế công nghiệp, thương mại dịch vụ, tất yếu, diện tích nông nghiệp buộc phải thu hẹp dần. Nói cách khác là trong tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, một phần diện tích đất nông nghiệp buộc phải nhường chỗ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng cho việc xây dựng các nhà máy công nghiệp, các công trình phúc lợi dân sinh mà trong đó Quảng Yên không phải là ngoại lệ. Việc giảm diện tích đất nông nghiệp này đã được Quảng Yên đặt ra câu hỏi là làm thế nào để diện tích đất nông nghiệp giảm nhưng giá trị sản xuất ngành kinh tế nông nghiệp vẫn tăng. Đi tìm lời giải cho câu hỏi đó, trong suốt 5 năm liền, từ năm 2010 đến 2015, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Yên Hưng trước đây, thị xã Quảng Yên hôm nay đã thực hiện thành công việc giữ vững tốc độ tăng trưởng toàn ngành kinh tế nông nghiệp tăng bình quân 3,8% năm. Và trong bức tranh về phát triển kinh tế nông nghiệp của thị xã Quảng Yên còn có nhiều điểm nhấn tốt đẹp với những gam màu sáng. Như đến năm 2015, thị xã Quảng Yên đã quy hoạch, xây dựng và đưa vào hoạt động một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như khu chăn nuôi tập trung nằm xa khu dân cư, đầu tư hình thành hai cánh đồng mẫu lớn
ở Phong Cốc, Sông Khoai trong tổng số 4 cánh đồng mẫu lớn đã được quy hoạch. Mở rộng vùng sản xuất rau an toàn ở Cộng Hòa, Tiền An, Sông Khoai với tổng diện tích 220 ha. Mở rộng diện tích vùng nuôi tôm công nghiệp, nuôi cua biển, nuôi con hầu, con hà thương phẩm ở vùng Đông Yên Hưng. Từ tổng diện tích trên 6.000 ha vào năm 2010, nay đã phát triển lên thành 7.300 ha vào năm 2015. Hiện nay, tổng sản lượng ngành thủy sản của thị xã Quảng Yên đã tăng từ 18.000 tấn một năm vào năm 2010 lên 22.000 tấn một năm vào năm 2014. Tổng giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng bình quân 3,9% năm. Nói về chủ trương khuyến khích các địa phương đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất một số mặt hàng nông nghiệp có chất lượng và giá trị gia tăng cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên trong nhiệm kỳ 2010-2015. Thực tế tại thị xã Quảng Yên cho thấy, đến cuối năm 2014, đầu năm 2015, toàn thị xã Quảng Yên đã thực hiện thành công một số mặt hàng nông nghiệp có giá trị kinh tế cao như trứng gà Tân An, cua biển Quảng Yên, rau an toàn Tiền An, hà Hoàng Tân, v.v. Tính chung trong giai đoạn 2010-2015, tổng diện tích canh tác nông nghiệp có giá trị kinh tế cao của toàn thị xã Quảng Yên là 1.800 ha, tăng 800 ha so với năm 2010. Thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm. Về xây dựng nông thôn mới, toàn thị xã có 18 trên 18 xã phường hoàn thành việc quy hoạch và triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới. 8 trong tổng số 8 xã đạt 19 tiêu chí cơ bản trong việc xây dựng nông thôn mới. Trong đó có 5 xã phường đạt những kết quả cơ bản quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đó là phường Phong Cốc, Nam Hòa, Hà An, Yên Giang, Tân An, Cộng Hòa, xã Hiệp Hòa, Hoàng Tân, Tiền An. Toàn thị xã đã huy động nhân dân và các doanh nghiệp đóng góp được 120 tỷ 800 triệu đồng, đầu tư 144,8 km đường giao thông, 43,8 km kênh mương thủy lợi nội đồng, xây dựng mới 54 nhà văn hóa, thôn khu. Tổng hợp từ những kết quả phát triển kinh tế xã hội chung của thị xã Quảng Yên, nhất là những kết quả cụ thể, nổi bật trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới. Thêm một tin vui cho cán bộ, nhân dân của thị xã Quảng Yên trong nhiệm kỳ qua là mức thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đã được nâng từ 14 triệu đồng một người một năm vào năm 2010 lên 27,4 triệu đồng một người một năm vào năm 2015. Hơn thế nữa, những kết quả này đã và đang góp phần để khẳng định thị xã Quảng Yên thực hiện có hiệu quả chủ trương tam nông về nông nghiệp, nông thôn, nông dân của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời góp phần tạo nên sự khác biệt của Quảng Yên so với nhiều địa phương trong huyện, thị trong cả nước có chung điều kiện đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa từ nông nghiệp. Nhìn lại giai đoạn 2010-2015 của Yên Hưng trước đây, Quảng Yên hôm nay, một trong những dấu son về thành công của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên trong nhiệm kỳ 2010-2015 còn được thể hiện sinh động ở lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Trong đó, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thị xã đến cơ sở, xã, phường, thôn, xóm được quan tâm đầu tư, chất lượng phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nâng lên. Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, phục dựng các lễ hội cũng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt và đã được chính phủ phê duyệt kế hoạch quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị. Cũng trong nhiệm kỳ 2010-2015, thị xã Quảng Yên trở thành một trong những địa phương thực hiện tốt các chính sách xã hội, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, đã đề nghị phong tặng cho 26 bà mẹ Việt Nam anh hùng, nâng tổng số mẹ Việt Nam anh hùng toàn thị xã lên 34 bà mẹ, tiến hành hỗ trợ 21,8 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho 675 đối tượng là người có công với cách mạng. Đối với các hộ nghèo, song hành với việc khuyến khích các ngành chức năng, tổ chức đoàn thể, các cấp và các nhà tài trợ xây tặng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, thị xã Quảng Yên còn thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, kết hợp với việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Nhờ đó, công tác giảm nghèo của thị xã Quảng Yên đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 1,2%.
mạng lưới y tế từ thị xã đến cơ sở được củng cố, phát triển. Bệnh viện tuyến thị xã được đầu tư trang thiết bị theo hướng hiện đại. 19 trên 19 xã phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. 14 trên 19 xã phường có bác sĩ công tác tại trạm y tế. Tỷ lệ bác sĩ đạt 5,9 người trên 1 vạn dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 75%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn 8%. Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên giảm còn 5%. Chất lượng giáo dục đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực được thực hiện quyết liệt là một trong 3 khâu đột phá chiến lược thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11. Thị xã đã thực hiện đề án xây dựng trường trọng điểm chất lượng của thị xã. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy được thực hiện đạt kết quả thiết thực. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được giữ vững và phát triển. Duy trì vững chắc phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư. Nhận thức rõ việc góp phần đảm bảo vững chắc nền quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã là một trong 2 nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng bộ thị xã Quảng Yên. Vì thế, xuyên suốt toàn nhiệm kỳ, Đảng bộ thị xã Quảng Yên luôn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đến nay, thị xã Quảng Yên đã hoàn thành các tiêu chí trong việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc theo các kế hoạch của thị xã Quảng Yên và của tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các ngành chức năng của thị xã Quảng Yên còn luôn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, lấy sự ổn định an ninh chính trị làm cơ sở cho phát triển kinh tế xã hội, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thành lập và phát huy vai trò của 413 tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự ở các xã phường. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ luôn được đảm bảo. Công tác nắm địa bàn được tăng cường, giải quyết cơ bản kịp thời những tình huống phát sinh ở cơ sở. Các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được thực hiện thường xuyên, quyết liệt, không để hình thành tội phạm có tổ chức, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo được đảm bảo. Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Bác, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã Quảng Yên thường xuyên củng cố, từng bước đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã. Trong đó, có một số kết quả nổi bật như về công tác xây dựng đảng trong suốt nhiệm kỳ. Các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ thị xã Quảng Yên luôn tiến hành cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách của nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công tác quy hoạch, thực hiện quy trình nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ, luân chuyển, tăng cường và thực hiện chính sách cán bộ, đảm bảo đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường. Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp thị xã đã được chuẩn hóa theo đúng tinh thần nghị quyết số 06 của Thị ủy Quảng Yên. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, thị xã Quảng Yên là một trong những lá cờ đầu của tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, gắn với việc thực hiện chỉ thị số 03 CTTU của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội đồng Nhân dân thị xã đã kịp thời ban hành các nghị quyết hàng năm và các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri, tăng cường công tác giám sát, đề xuất biện pháp để tháo gỡ khó khăn trên các lĩnh vực và giải quyết những kiến nghị của cử tri. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được tăng cường. Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thành lập trung tâm hành chính công, làm tốt việc công bố, công khai các thủ tục hành chính. Hàng năm, cấp ủy phê duyệt, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai hiệu quả các chuyên đề công tác và chuyên đề giám sát, phản biện xã hội theo quyết định số 217 QĐ-TU của Bộ Chính trị. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội, tình hình tư tưởng nhân dân,
vấn đề lao động, việc làm ở các doanh nghiệp được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên quan tâm thông qua các mô hình dân vận khéo, các phong trào thi đua. Quảng Yên xác định, Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa tạo những nền tảng, khởi đầu những bước đi hết sức quan trọng và lâu dài cho sự phát triển nhanh và bền vững ở các nhiệm kỳ sau, để thị xã Quảng Yên trở thành một trong những động lực tăng trưởng ở phía Tây của tỉnh Quảng Ninh. Do vậy, trong quá trình chuẩn bị cho đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa 19 đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, các ngành, đoàn thể kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, chỉ đạo và thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 20 và các văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng. Cùng với việc chuẩn bị các nội dung văn kiện trình đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã thực hiện nghiêm túc quy trình nhân sự theo đúng tinh thần chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương của tỉnh ủy Quảng Ninh gắn với việc thực hiện đề án 25, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tinh giản bộ máy biên chế. Ghi nhận những kết quả đáng khích lệ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên trong những năm qua, nhất là từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên đã vinh dự được Nhà nước, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Điển hình như thị xã Quảng Yên nhận huân chương độc lập hạng 3 vào năm 2010. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong phát triển giao thông nông thôn. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tặng cờ thi đua cho thị xã Quảng Yên vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ và dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh năm 2012. Toàn thị xã Quảng Yên có 3 phường đã được công nhận là đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thưởng 3 công trình phúc lợi trị giá 3 tỷ đồng, 2 tỷ và 300 triệu đồng. Phấn khởi trước những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua, các tầng lớp nhân dân thị xã Quảng Yên đã đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới. Thị xã Quảng Yên sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 với những định hướng trọng tâm đã đề ra. 5 năm vừa qua của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ 19, Đảng bộ và nhân dân Quảng Yên của chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Đứng trước những khó khăn, thách thức lớn, nhưng có thể nói là dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận của nhân dân, sự vào cuộc của các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị của Đảng bộ chúng ta, trong quá trình lãnh đạo, chúng ta đã nường đón những khó khăn, tập trung chỉ đạo để phát triển. Sau gần 2 năm chúng ta thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19, thì hai mục tiêu quan trọng nhất đó là về cơ cấu kinh tế và mục tiêu thành lập thị xã Quảng Yên chúng ta đã đạt được. Đứng trước yêu cầu đòi hỏi mới, Đảng bộ và nhân dân Quảng Yên chúng ta với mục tiêu mà trong năm tới, thì tới nay đại hội sẽ xác định nhưng mục tiêu cơ bản bao trùm nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tập trung các điều kiện để chúng ta phấn đấu Quảng Yên chúng ta đạt được tiêu chí là đô thị loại 3 vào năm 2020, tạo điều kiện để chúng ta xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu để Quảng Yên trở thành đô thị loại 2 vào năm 2030. Với mục tiêu tổng thể như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái tập trung chính của chúng ta 5 năm tới nay đại hội sẽ bàn, nhưng có mấy việc chúng ta phải quan tâm. Một là chúng ta phải tích cực triển khai có bài bản, có kế hoạch, có hiệu quả về các quy hoạch. Thứ hai là chúng ta phải tạo môi trường thật tốt về cải cách hành chính và tập trung kêu gọi đầu tư cho phát triển công nghiệp. Thứ ba là chúng ta tập trung để xây dựng về phát triển nông nghiệp, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Gắn xây dựng nông thôn mới để chúng ta đạt chuẩn một cái thị xã nông thôn mới, trên cơ sở đó để tiếp tục xây dựng nông thôn tiên tiến. Vấn đề thứ tư là chúng ta phải tập trung để gì? Để trên cơ sở quy hoạch chung, quy hoạch kinh tế, chúng ta tạo mọi điều kiện để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng cho phát triển đô thị.
cùng với phát triển kinh tế xã hội, chúng ta phải tập trung đó là công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện thật tốt nghị quyết Trung ương khóa 1 những vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay, để chúng ta từng bước tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng gắn với việc thực hiện đề án 20 năm và gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương chúng ta, cùng với chúng ta thực hiện cái chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, để chúng ta phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng của chúng ta là trong nhiệm kỳ tới không có các đảng bộ yếu kém. Vấn đề tiếp theo là chúng ta phải phát huy dân chủ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để làm sao nhân dân tham gia phản biện thông qua hệ thống tổ chức mặt trận có đoàn thể để mà góp ý xây dựng Đảng, góp ý xây dựng cán bộ chúng ta, và có trên cơ sở để mà góp ý xây dựng Đảng, góp ý xây dựng đúng cán bộ thì chúng ta mới có một đội ngũ cán bộ thực sự là của dân, vì dân và trọng dân. Trên cơ sở đó để mà chúng ta tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ chúng ta thực hiện tốt các nhiệm vụ từ nay đến năm 2020. Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Yên lần thứ 20 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ, toàn diện của thị xã trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời mở ra thời kỳ mới với những định hướng phát triển mới, nhanh, toàn diện và bền vững trên vùng đất Quảng Yên. Vì thế, với những định hướng vừa sâu sắc, toàn diện lại vừa cụ thể, thiết thực với thực tiễn địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên đoàn kết trên dưới một lòng, kiên quyết kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra nhằm xây dựng quê hương Quảng Yên trở thành đô thị văn minh, hiện đại, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh cũng như cả nước sớm đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.